đến với chương trình chia sẻ mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Nhiều bạn khi làm hồ sơ du học Mỹ lo ngại rằng nếu có người thân tại Mỹ thì không biết là tỷ lệ xin visa của mình có cao hay không và có khó khăn gì cho việc xin phỏng vấn xin visa hay không. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu với bạn Nguyễn Thành An vừa nhận được visa du học Mỹ. Thì hồ sơ của An cũng là có người thân ở Mỹ. Chúng ta cùng trò chuyện với An để tìm hiểu được quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của An thì như thế nào nhé. Chị chào Thành An. Chị. Em thì đã nét rồi bản thân em. Dạ, em tên là Nguyễn Thanh An, em đến từ Phan Thiết. Em đã tốt nghiệp trường cao đẳng xây dựng số 2 và bây giờ em đang học thêm ngành xây dựng ở trường Đại học Kiến trúc. Em bây giờ muốn đi học Mỹ và bây giờ hôm nay em xin visa đã thành công. Em thích đi du lịch và nghe nhạc và em thích chơi đá banh. Mình thường một tuần thì mình chơi bao nhiêu lần? Dạ, 3 lần. 3 lần trong một lần. Dạ. Tôi yêu thể thao quá đúng không? Dạ. Cho chị hỏi Thành An là lý do là sao em lại chọn Mỹ đi du học? Dạ, sau khi em tốt nghiệp ở đây rồi em đi làm thì em thấy cái lương của em rất là thấp. Với lại cái bằng của em không có giá trị nữa. Nếu em đi Mỹ về, em học về thì cái bằng của em có giá trị hơn. Rồi đi làm thì lương của mình nó cao hơn nữa. Nên em muốn đi học Mỹ. Rồi ra em cũng có cậu ở Mỹ nữa, qua đó học thì nó thuận tiện cho em hơn, có gì cậu em sẽ giúp đỡ em trong quá trình đi học, nó dễ dàng hơn là những sinh viên mà không có người thân. Tại vì em thấy ở Mỹ cái nền giáo dục tốt mà cái bằng của nó lại giá trị nữa, mà cái giá tiền nó học thì nó bằng hay là nó rẻ hơn cái nước như Anh, Úc rồi nữa, nên em chọn đi Mỹ để du học. Em có chung với cậu, cậu em làm về tiệm sửa xe gara ô tô ở bên Mỹ. Khoảng cách từ nhà cậu em tới trường là 20 phút đi xe hơi á. Em học ở Louisiana State University ở Baton Rouge, Louisiana. Trường em là cái trường lớn nhất ở Louisiana và cái ngành của em học á là một cái ngành hot của trường. Trường em thì nằm trong top 100 cái trường đại học tốt nhất của Hoa Kỳ. Và mỗi năm thì thu hút hơn 30.000 sinh viên đến từ các tiểu bang khác và 120 quốc gia khác đến để theo học cái trường của em. Trường em có ký túc xá trường khuôn viên trường rất là rộng, 800 mẫu Anh. Ngoài ra trường Louisiana State University có cái cơ sở vật chất rất là hiện đại, trường nằm trong cái trung tâm thành phố Baton Rouge nữa. Gần với nhà cậu em nữa. Lúc nãy em có giới thiệu là ngành của em học là một trong những cái ngành thế mạnh của trường. Dạ. Vậy thì qua đó mình sẽ học chuyên ngành gì em? Dạ, em đã tốt nghiệp xây dựng ở đây, qua đó em sẽ học quản lý xây dựng. Nhưng mà em sẽ học 1 năm tiếng Anh trước, sau đó em sẽ học tiếp 4 năm đại học. Sau khi học thông đại học thì em trở về Việt Nam thì chắc chắn em sẽ có một cái công việc rất là tốt và cái lương của em thì rất là cao nữa. Mà mọi người sẽ trọng dụng em. Cái cảm nhận của An khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương thì như thế nào? Khi làm hồ sơ ở đây thì cái chị hướng dẫn rất là kỹ. Học phỏng vấn với anh Khôi thì anh Khôi rất là tận tình. Không biết cái nào thì hỏi thì anh Khôi chỉ mình hết. Rồi ra thì cái chị hướng dẫn mình á, còn test bài cho mình, rồi phỏng vấn thử cho mình để cho mình tự tin hơn. Rồi cái bữa cuối thì được học với anh Bảo Anh. Anh Bảo Anh chỉ truyền lửa cho mình để ngày mai mình đi phỏng vấn mình cảm thấy tự tin hơn, vui đó mình không có sợ. Mấy chị ở đây em thấy cũng vui vẻ. Anh Khôi rất là tốt và hiền. Nếu như mà không biết cái gì hỏi thì anh Khôi đều giúp đỡ tận tình. Lâu lâu anh Khôi tặng quà nữa. Đây, khi mà nhận được visa du học thì ngày nào cũng có quà, em có nhận quà anh Khôi chưa? Dạ, có rồi. Qua đó mình biết được dịch vụ của Tân Đại Dương nha ha. Dạ, em có tìm hiểu trên mạng. Em thấy Tân Đại Dương rất là nổi tiếng. Và em quyết định chọn Tân Đại Dương để giúp đỡ em xin cái visa. Nếu như ai mà có còn không biết về cái làm để xin visa sao hoặc là cách trả lời phỏng vấn sao thì em nghĩ hãy đến Tân Đại Dương để được cái chị ở đây hỗ trợ. Em thì có cậu bên Mỹ xin Y20 giùm và về đây thì em không biết cái cách trả lời phỏng vấn làm sao.
dạy tiếng Anh em thì nó còn yếu nên em nhờ Tòng Đại Dương để giúp đỡ cho em hôm nay em đã có được visa. Dạ, chị cảm ơn chia sẻ của Thành An trong buổi trò chuyện hôm nay. Và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chị chúc em và Mỹ học tập thật là tốt. Và sau khi mà có tấm bằng của Mỹ về thì về Việt Nam mình sẽ tìm kiếm được một cái công việc như ý ha. Cảm ơn chị. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe những chia sẻ của Thành An về cái quá trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.